Rồi, chào tất cả bạn, chào tất cả anh em. Đó, video ngày hôm nay mình trả con máy 10 feet 30G BT cho một khách hàng ở ngoài Cẩm Phả, Quảng Ninh. Thì xin phép bạn cho mình coi lại cái tên cái mình anh xin khách hàng ở Cẩm Phả, Quảng Ninh nha. Đó thì con này là con máy đánh bộ nước lợ, nước mặn nha bạn. Đó, khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh, Đông Triều với lại khu vực mà Quảng Ninh Tiên Yên, Quảng Ninh là bán khá là nhiều nha bạn. Đó, thì Hạ Long, Vân Đồn rồi đó, các khu vực đó thì nước nó mặn cũng tương đối nhiều đó. Thì đây là cái con máy 10 feet đi bộ 30GBT đánh nước lợ, nước mặn đó. Thì hôm nay mình làm trả cho anh xin khách hàng ở Quảng Ninh, thì con này là mẫu máy đánh bộ đó, đánh bộ anh đặt chuyên đánh bộ thôi, không có đánh xuồng được, tại có nước mặn nhiều quá đánh xuồng thì phải máy công suất lớn một tí nha các bạn nha. Rồi đây là dây bình của máy, đây kẹp đồng. Thì anh này cũng theo dõi kênh YouTube mình rất lâu rồi, nhưng mà tới ngày hôm nay luôn anh mới cần, mới dùng mà mới mua đó. Thì các chế độ bảo vệ như là bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ chống ngược và bảo vệ quá dòng khi GPT gặp sự cố là có đầy đủ nha các bạn nha. Nó bảo vệ quá dòng, bảo vệ cho máy thời gian dài, rồi về lâu về dài thì dù cho nó có hư đi chăng nữa thì anh em sửa cũng rất là nhẹ đó. Thì GPT dù cho thời gian anh em xài 1 năm 2 năm là thời gian dài hơn, nó có thể gây ra hiện tượng nó chết GPT, thì dù cho như vậy nó cũng không gây ra hiện tượng cháy nổ phét gì hết. Nó sẽ dẫn đến độ bền của máy cao, với lại những anh em thợ khác mà có nhận con máy này của mình sửa thì cũng sửa nhẹ tay hơn, không có sửa nó nặng. Rồi cò bóp theo máy thì mình làm sẵn ha. Đây thì mình nhấp cò 2 cái nó mới chạy, là tại vì nó chưa nạp đầy cái tụ. Thì cái này mình làm cho nó nạp đầy rồi nó chạy ha. Đầu tiên là tụ nó bị khô anh em, thì nhấp cò 2 cái thì nó mới bắt đầu chạy. Rồi bây giờ sẽ tiến hành test máy. À, nói vòng vòng nãy giờ mình chưa quên, mình chưa nói tới cái phần nút chỉnh. Nút đỏ là chỉnh mạnh yếu ha, giống như tất cả những con máy bình thường của mình thôi. Nút đỏ là chỉnh tần số mạnh yếu, nút xanh là chỉnh trộn xung. Đó rồi, có dắt giọt thuận, dắt giọt không thuận. Thì anh em nhớ nha, đánh ngoài nước mặn thì anh em làm cho mình 2 cái giọt tương đối một xíu, chứ 2 giọt mà dây bé quá anh em đi là nó bị đứt dây luôn á. Nước mặn nhiều mà nó nóng dây lắm anh em, nó đứt dây luôn. Với lại hai nữa là anh em đi bằng cái chĩa thì nó sủi tâm thôi, chứ nó không có chết cá đâu ha. Đây là nút chỉnh duty, thì anh thích đánh lì thì anh dặn cái nút chỉnh duty dày nhất cho mình, còn thích đánh trộm thì duty dày nhất là sẽ nằm mức này đó, nằm mức này ha. Nghe nhịp nó gần như là gần nhau luôn. Đây còn hạ duty nè, duty mỏng dày ha, tần số mạnh yếu. Thì do con này là đánh bộ nước lợ nước mặn nên nó tải được rất là nặng anh em, tải rất là nhiều bóng được thoải mái, giống như là tải nước nhiều phần ngàn được á. Nước khoảng 7, 8, 9, 10, 15, 20 phần ngàn là tải được hết thì nó mới đánh được nước mặn nhiều nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cho mang tải 20 bóng, thì 20 bóng là tối đa công suất của con máy này rồi. Đây nha anh em, mang tải 20 bóng 19 bóng nha anh em. Mình bữa hổm mình làm nó bể thử cái máy kia nó bị nứt hết một bóng rồi, mình tháo ra còn 19 bóng thì cũng tương đương thôi, không có vấn đề gì hết, nó cũng giống hệt nhau thôi anh em. Máy rất là nhỏ, máy đánh bộ thôi nhưng mà nó kéo bóng được rất là nhiều, thì tức là khi mà đụng cái tải nặng như thế này nó vẫn chưa bóp nha anh em đó, thì nó mới đánh được. Còn mình thấy một số máy gửi qua cho mình nâng cấp thì mới tải có khoảng 2.000, 3.000 bắt đầu nó bóp duty mất tiêu rồi, nên khi ra nước mặn đánh thì nó không hiệu quả, đánh không chết cá đâu. Rồi thì gửi cái video clip này cho anh xin khách hàng ở Quảng Ninh ha, anh cũng đã tin tưởng và đặt hàng mình, thì có cọc trước cái tiền ship rồi, thì mình tiến hành gửi máy, thì khi anh em nhận máy thì trừ lại khoản tiền ship đó ha. Những anh em mà có yêu cầu làm máy như thế nào đó thì cứ điện thoại trực tiếp cho mình, mình sẽ tư vấn cho anh em cái cụ thể. Chứ còn anh em mà cứ nhắn tin bình luận hay này kia cái nọ thì mình trả lời rất là chậm. Rồi, chào, cảm ơn anh em đã xem clip.